Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món ăn rất là đơn giản. Đó là mình sẽ làm cái món măng tươi này xào với lá chanh. Ở đây thì cái măng tươi này, măng này làm măng rang này. Đây đang có cái mùa của măng ấy, nên là có rất nhiều cái loại cái măng ăn rất là ngon. Mình có thể mua về mình chế biến để cả nhà được đổi bữa và có những cái bữa ăn. Nguyên liệu thì rất là đơn giản. Mình có thể mua, đây là 500g măng. Mình mua về người ta đã luộc sẵn rồi, mình luộc lại cũng được. Còn nếu mà mình không luộc lại thì mình rửa thật là sạch nhé. Cái này là tóp mỡ. Mình lát nữa thì mình sẽ xào cùng. Mình xào măng này thì mình sẽ xào bằng mỡ để cho nó được mềm và nó ngon hơn là mình xào bằng dầu ăn. Còn không thì gia đình mình không dùng mỡ thì mình có thể dùng dầu ăn bình thường cũng được nhé. Lá chanh, mình chuẩn bị khoảng 4-5 cái lá chanh. Nó sẽ tạo cái mùi thơm cho cái món măng xào của mình. Và khoảng tỏi mình sử dụng 1 củ. Bây giờ măng thì mình sẽ mang đi, mình tước thật là mỏng nhé. Mình thái càng mỏng thì khi mình xào thì cái măng của mình nó thấm gia vị, nó sẽ rất là ngon. Đây mình bây giờ mình sẽ xào nhé. Măng mình đã làm xong hết rồi. Mình sẽ xào bằng cái mỡ lợn. Nếu mà nhiều người ta không thích ăn mỡ thì các bạn thì cứ xào bằng dầu ăn. Măng này mình xào hơi nhiều cái mỡ một chút xíu để cho nó mềm. Cái tỏi, phần tỏi mình đi. Cái măng này ăn rất là ngon nhưng mà mình phải sơ chế thật là kỹ nhé. Mình luộc này, mình mua về thì mình luộc thật là kỹ, khoảng 1-2 nước rồi đó. Mình cho măng vào. Mình xào cái măng này thì mình xào hơi lâu một chút xíu thì nó sẽ thấm và nó ngon hơn. Lá chanh mình sẽ thái thật là nhỏ nhé. Khi nào mà cái măng này được thì mình mới cho lá chanh vào. Măng rang này cái màu vàng ươm này. Măng này măng ngọt rất là ngon. Mình xào khoảng 5 phút cho cái măng của mình nó chín như thế này và nó mềm ra thì mình sẽ cho cái phần mỡ. Đây, lúc mình chiên cái rán cái mỡ kìa. Mình bắt đầu mình nêm gia vị thôi. Mình xào kỹ một chút thì ăn nó sẽ thấm gia vị và nó ngon, cái măng nó mềm. Giờ nêm gia vị thôi nhé. Nêm. Canh. xào khoảng cho cái măng của mình nó ngấm hết cái gia vị rồi mình cho cái lá chanh vào. Lá chanh này mình cắt thật là nhỏ nhé. Mình cho lá chanh vào cái là cái mùi nó rất là thơm. Rồi, mình đã vừa xào xong cái món măng tươi, măng rang này, xào lá chanh này đó. Đây, mình đã vừa hoàn thành xong cái đĩa măng xào của mình, rất là đơn giản thôi. Các bạn có thể thử mình xào măng theo cái cách này để có đổi bữa nhé. Video thực hiện cái món măng rang xào với lá chanh của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo.